10 điểm review xin chào các bạn. Người đàn ông này là một sát thủ đã về vườn. Anh ta từng là nỗi khiếp sợ kinh hoàng trong thế giới ngầm những năm về trước. Bởi một khi trở thành mục tiêu bị anh ta nhắm tới, thì đến lời chăn chối cũng không thể lưu lại được. Ấy vậy mà bây giờ, anh ta lại trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ cho một cô nhóc 17 tuổi. Ở cái độ tuổi phá làng phá xóm, tưởng chừng cô bé chỉ có những trò quậy phá thông thường. Nhưng không ngờ cô bé còn dính líu tới cả một đường dây buôn người xuyên quốc gia, đẩy cô bé vào những tình huống cực kỳ nguy hiểm. Trong tình cảnh mục tiêu bảo vệ của mình bị nhắm tới, cựu sát thủ một lần nữa tái xuất, khiến giang hồ chìm trong bể máu. Anh ta là ai? Và sự trở lại lần này của anh ta sẽ kéo theo những hệ lụy gì? Mời các bạn cùng 10 điểm review theo dõi hết bộ phim này để đón xem cái kết nhé! Người đàn ông này là Uy Gang, như đã nói anh ta là một sát thủ đã về hưu, sống một cuộc sống giàu có với người vợ xinh đẹp của mình. Để mà nói thì làm sát thủ thọ được tới lúc nghỉ hưu cũng phải là một đẳng cấp huyền thoại. Vì không phải ai đã nhúng chân vào giới giang hồ này mà muốn nghỉ thì nghỉ được. Một hôm, vợ của Uy Gang nói với anh rằng cô sắp đi du lịch 3 tuần ở đảo Jeju cùng với một người bạn. Là một người yêu thương vợ hết mực nên Uy Gang lập tức đồng ý. Nhưng vợ anh còn một chuyện nữa muốn nhờ anh. Đó là trông giúp người bạn của cô đứa con gái. Bởi vì nhà cô ấy đang sửa nên không thể để con bé ở nhà một mình được. Uy Gang nghe thấy vậy thì ngay lập tức từ chối. Bảo một sát thủ như anh đi làm bảo mẫu thì thà rằng bảo anh đi ám sát tổng thống còn dễ dàng hơn. Nóc nhà lúc này không quan tâm tới ý kiến của anh. Cô bảo rằng đứa nhỏ rất dễ thương nên anh không phải quá lo lắng. Chỉ cần cho con bé ở phòng trống trên nhà là được rồi. Nhưng mà nhớ đừng để cô bé xảy ra chuyện. Chỉ cần cô bé rụng một cọng tóc thì anh cứ liệu hồn. Còn phần thưởng cho anh sẽ là được miễn trả bài một tháng. Nghe thấy sẽ không bị bóc lột một tháng, Uy Gang cũng không thể từ chối. Anh đưa vợ và người bạn của cô ra sân bay. Chả mấy khi tống được con sư tử Hà Đông đi tận 3 tuần, Uy Gang cảm thấy cũng không thiệt thòi lắm. Tối đó anh tới chỗ hẹn để đón cô bé. Hóa ra cũng đã là một học sinh cấp 3 rồi. Cô bé tên là Yun Ji, đi cùng cô lúc này còn có bạn của mình. Hai đứa bảo với Uy Gang rằng muốn anh chờ tới hiệu sách. Nhưng trên xe thì bắt đầu cùng với bạn thay đồ rồi trang điểm các thứ. Một người sành đời như Uy Gang thừa lạ, ở cái tầm tuổi này bọn trẻ làm gì còn đọc sách với vở. Nghĩ cho cùng thì cũng là một đám trẻ con, người thì to óc bằng quả nho mà thôi. Điều đáng sợ khi phải ở cùng với đám trẻ này là chúng nó không biết việc mình làm sẽ mang tới hậu quả gì. Yun Ji lúc này nói với Uy Gang rằng mình muốn ngủ lại ở nhà bạn. Cô bé còn nhờ anh đừng có khoe với mẹ vì sợ mẹ lo lắng. Tất nhiên là anh đã đợi câu nói này từ lâu lắm rồi nên lập tức đồng ý. Anh cũng không muốn kè kè làm bảo mẫu cho mấy đứa nít xanh này. Sau đó anh đưa cho Yun Ji một ít tiền. Thấy sự hào phóng của Uy Gang, cô bé cũng rất vui vẻ. Thế là tống khứ được phiền phức. Nhưng khi anh đang ngủ ngon lành thì điện thoại của Yun Ji gọi tới. Đầu dây bên kia cô bé kêu rằng mình đang rất đau bụng với giọng rất khẩn thiết. Uy Gang vội vàng chạy tới chỗ cô bé, nhưng anh lại thấy Yun Ji đang vui vẻ nói chuyện với một cậu trai, có vẻ là bạn trai của cô bé. Thấy Uy Gang tới, cậu ta nhanh chóng chuồn trước. Uy Gang hỏi Yun Ji rằng không phải cháu bảo đau bụng hay sao? Hóa ra là cô bé muốn về nhà anh ngủ. Nhưng lúc này đám bạn cô bé lại nhắn tới rủ đi chơi nên cô bé lại đuổi anh về. Uy Gang có hơi bực mình vì thái độ hỗn xược của Yun Ji khi làm mất giấc ngủ quý giá của anh. Thế là anh bảo rằng mình sẽ đi về trước. Yun Ji chẳng hề quan tâm mà chăm chú bấm điện thoại. Khi anh vừa lái xe ra ngoài thì thấy Yun Ji cùng một đám trẻ trâu đi cháy phố. Anh định mặc kệ rồi lái xe về. Bỗng lúc này nóc nhà anh lại nhắn tin hỏi thăm tình hình cô bé. Nhìn thấy hình ảnh một cô gái say rượu nằm vật bên đường bị đám đàn ông chụp ảnh lại. Bất đắc dĩ Uy Gang đành quay xe đi tìm cô bé để đỡ xảy ra thêm chuyện phiền phức. Anh mở định vị trên điện thoại của mình ra. Hóa ra lúc cho tiền cô bé anh đã tranh thủ nhét định vị vào để tránh phát sinh chuyện gì. Đúng là một sát thủ chuyên nghiệp có khác, đã tính trước đến tình huống này rồi. Bên phía của Yun Ji, cô đang ở cùng một lũ côn đồ trong một khu trượt băng bỏ hoang. Đám này thực chất là một tổ chức của những đứa trẻ đi bụi. Có vẻ như Yun Ji và bạn đã bị bọn chúng nhắm tới. Con bé bụi đời này là chị Đại ở đây. Nó đang dụ dỗ Yun Ji đi khách với một ông chú. Tất nhiên là cô bé không đồng ý rồi. Yun Ji bị bạn của mình lừa tới đây theo chỉ đạo của bọn chúng. Thấy bị vạch trần, bạn cô bé vội xin tha thì bị con bé tát cho một phát. Khi nó chuẩn bị đóng cho Yun Ji một cái thì Uy Gang xuất hiện kịp thời. Thấy anh chỉ là một ông chú, bọn trẻ trâu lập tức rút dao lao lên. Nhưng mà không quá ba đòn anh đã hạ gục hết mấy thằng trẻ trâu mới nhú này. Khi anh không để ý con nhỏ bụi đời lao đến đâm lén anh một phát, Uy Gang không nhiều lời cho nó một đấm gục tại chỗ. Đúng là bọn trẻ trâu manh động mà. Trở về Uy Gang tự xử lý vết đâm. Thấy Yun Ji tìm tới, anh vội giả vờ đang ngủ để đuổi khéo cô bé đi. Nhưng với sự tò mò của mình, cô bé vẫn mặt dày hỏi anh đủ thứ. Nào là tuổi tác, làm sao anh giàu thế, rồi tại sao lại không có con, chẳng nhẽ vì anh bị yếu sinh lý à? Câu này làm Uy Gang có chút nhột, thế là anh đành trả lời chống chế rằng mình làm bất động sản cho qua chuyện. Thấy Yun Ji nói nhiều, anh hỏi ngược lại cô bé rằng có vẻ cháu có nhiều bạn bè nhỉ. Yun Ji lúc này mới nói rằng ở trường mình bị các bạn cô lập. Cô lập ư? Tối đó sau khi hai chú cháu ra ngoài ăn tối về, đi qua con ngõ hôm qua mà đám trẻ trâu tụ tập lại có rất nhiều cảnh sát. Hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Lúc này một thanh tra cảnh sát gọi họ lại để hỏi thăm tình hình. Hóa ra là đám trẻ trâu hôm qua đã bị đâm chết trong đó. Uy Gang tỏ ra mình không biết gì, chỉ đi qua đoạn này vì nó là đường tắt về nhà. Tên thanh tra thấy vậy cũng để anh đi tiếp, nhưng có vẻ hắn đã đánh hơi được gì đó. Quả nhiên chuyện không đơn giản như vậy. Hôm sau tên thanh tra lần nữa tìm tới nhà anh. Hóa ra là thông qua camera giám sát họ đã phát hiện xe anh có đi qua sân trượt băng đó.
Tên thanh tra hỏi anh có nhận ra mấy chiếc mô tô của bọn trẻ trâu không. Uy Gang liền phản bác rằng, bình thường ra ngoài anh có nhớ mọi phương tiện trên đường không? Thấy không thể cãi được, tên thanh tra bèn cười trừ, nhưng đứa trẻ mặc áo xanh hôm qua cũng đi cùng đám trẻ đó mà. Uy Gang bảo với hắn rằng cô bé vốn chỉ là con gái của bạn mình gửi nhờ ở đây. Khi hắn đòi gặp Yun Ji, anh liền bảo bao giờ có bằng chứng thì hãy quay lại. Lúc này Yun Ji đứng trên nhà quan sát cũng bị hắn phát hiện, nhưng không khai thác được gì từ phía Uy Gang nên hắn chỉ đành rời đi. Anh sau đó lên bảo với Yun Ji rằng cái chết của đám trẻ đấy không liên quan tới bọn họ. Nhưng Yun Ji vẫn rất sợ hãi kéo lấy tay anh. Cô bé hỏi anh rằng chú cũng nghĩ cháu giống bọn chúng à? Lúc này từ sâu thẳm tâm trí anh bỗng hiện lên một đoạn ký ức. Từ thời anh vẫn còn làm sát thủ đã từng nhận được một nhiệm vụ. Người ủy thác là một cô bé, và mục tiêu chính là bản thân cô. Hôm đó cô bé nói rằng mình muốn được ra đi thanh thản, và nhờ anh tới ôm mình lần cuối. Khi được ôm, cô bé còn mỉm cười nói rằng ấm áp quá. Anh không biết nỗi đau mà cô bé trải qua là gì, anh cũng không muốn biết. Anh chỉ ôm cô bé đến khi bàn tay nhỏ bé đó vỗ nhẹ lấy tay anh, như thể là cô bé nói rằng mình sẽ ổn thôi. Sau đó cô bé nhẹ nhàng ra đi với một nụ cười trên môi. Đây cũng là thắc mắc lớn nhất của anh cho đến khi kết thúc sự nghiệp sát thủ. Anh vẫn chưa hiểu được đau khổ nào khiến cô bé phải chọn cách ra đi như vậy. Ngay lúc này bỗng Yun Ji nhận được điện thoại từ bạn mình, nhưng giọng nói từ đầu dây bên kia truyền tới lại là của con bé bụi đời. Uy Gang cầm lấy điện thoại nghe máy, hóa ra là cái chết của đám trẻ trâu kia vậy mà lại do nó gây ra. Hơn nữa thâm hiểm hơn, con bé còn sử dụng con dao có dấu vân tay của Uy Gang để gây chuyện. Nó ngang nhiên thách thức anh và còn hẹn anh đi một mình tới chỗ nó để lấy lại con dao cùng ví tiền của Yun Ji. Cô bé thấy vậy bảo anh hãy báo cảnh sát, nhưng một sát thủ như Uy Gang sao có thể nhờ cậy cảnh sát được. Anh đưa cho cô bé một chiếc đồng hồ điện tử có gắn định vị, sau đó lần theo định vị trên ví của Yun Ji tìm ra vị trí của chúng. Một mình anh lái mô tô đi xử lý chuyện này. Anh tìm tới một tòa nhà có vẻ đã bỏ hoang, bên trong hình như có kinh doanh loại hình mát mẻ của đám trẻ trâu. Đây chắc là căn cứ của con bé bụi đời. Anh bước vào trong căn phòng, nơi này có một thằng giang hồ có vẻ là đại ca của bọn chúng. Ban đầu hắn tưởng Uy Gang là khách hàng, nhưng khi biết anh tới tìm giao, hắn liền bảo đàn em đóng cửa lại. Con bé bụi đời lúc này đi ra vô cùng hoang mang vì Uy Gang tìm được tới đây. Tên đầu chọc thấy Uy Gang tới gây chuyện cũng hùng hổ lao lên trước, nhưng Uy Gang không nhiều lời mà chỉ cần một đòn đá trứng cút cũng đã khiến hắn gục ngã. Tên đại ca thấy vậy lấy bạn của Yun Ji ra uy hiếp anh, nhưng Uy Gang không hề quan tâm mà chỉ cần lấy lại con dao. Sau đó anh lấy chai rượu bên cạnh liên tục phang vào đầu tên đàn em của hắn. Tiếp đến anh cầm dao lên rạch tay hắn khiến tên đại ca hoảng sợ, hắn chỉ có thể lấy dao ra trả anh. Nhưng ngay khi anh nhặt lại con dao thì hắn rút súng ra đe dọa. Uy Gang không hoảng sợ mà phi dao về phía hắn rồi nhảy sang một bên. Tên đại ca bắn loạn xạ sau đó bỏ chạy, Uy Gang lập tức đuổi theo, nhưng bỗng anh nhận ra có kẻ chuyên nghiệp hơn đang ở đây. Từ trong bóng tối, liên tiếp những phi tiêu phóng ra về phía Uy Gang, nhưng anh đều đỡ được. Sau đó một kẻ lạ mặt tiến ra tìm kiếm anh, Uy Gang bất ngờ lao ra phản công. Anh có thể cảm nhận được thực lực của tên này cũng không phải dạng vừa. Hai người trao đổi chiêu thức cũng kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng kẻ lạ mặt bị Uy Gang đẩy vào một cây đinh trên tường, khiến hắn bị thương không thể đánh tiếp. Nhân cơ hội này anh cũng rời đi tránh phiền phức. Trở về tới nhà anh phát hiện dưới đường có vết bánh xe, camera bên ngoài cũng bị đập hỏng. Đi vào bên trong có rất nhiều dấu giày đột nhập, Yun Ji chắc chắn đã bị chúng bắt cóc. Thế là Uy Gang liền lấy súng, anh ngay lập tức lên đường theo định vị trên đồng hồ của cô bé. Đến nơi anh phát hiện đám người vừa mới tới không lâu, anh đập vỡ cửa xe để dụ chúng ra ngoài. Sau đó đánh gục ngay tên vừa bước ra cửa, xông vào bên trong anh phát hiện đây là một động mại dâm. Hai tên khốn đang định cưỡng hiếp bạn của Yun Ji, sau khi đánh gục chúng anh hỏi cô bé về Yun Ji. Con bé bụi đời thấy Uy Gang xuất hiện vội vã bỏ chạy, nhưng chưa kịp lên xe cùng đồng bọn thì bị anh tóm được. Đồng bọn chúng thấy thế cũng mặc kệ mà rời đi. Lúc này nó bảo với Uy Gang rằng đã biết cách anh lần ra chúng nó, nên đã đưa Yun Ji tới một nơi khác. Việc này cũng không làm khó được Uy Gang, anh dùng các biện pháp nghiệp vụ của mình. Tất nhiên là tra tấn để cạy miệng con nhỏ cứng đầu này. Hóa ra đám trẻ bụi đời này có hẳn một tổ chức xã hội đen đứng sau. Bọn chúng vì để tránh cảnh sát bắt giữ, mà có hẳn một đường dây tinh vi điều hành. Chúng sẽ cho đám con trai làm người môi giới, còn đám con gái sẽ đi khách để kiếm tiền cho tổ chức. Khi Uy Gang hỏi về tung tích của Yun Ji, con nhỏ vẫn còn già mồm cho đến khi ăn một dao vào đùi. Động mạch ở đùi đã vỡ, nếu mày còn không khai ra thì chỉ 10 phút nữa là mày sẽ chết đấy. Con bé vội vã khai ra nơi Yun Ji đang bị giam, nơi đó được gọi là nhà nghỉ đừng kể với papa. Có được thông tin này, Uy Gang lập tức lên đường tới đó. Anh vừa vào trong đã bị bọn côn đồ tấn công bằng rìu. Nhưng với thân thủ của một sát thủ kỳ cựu, đám tôm tép này chưa đủ tuổi múa võ với anh. Uy Gang nhanh chóng tước lấy vũ khí tiễn từng tên một lên đường, một đám khác lại xuất hiện. Nhưng lúc này nóc nhà anh lại nhắn tin tới hỏi tình hình của Yun Ji. Uy Gang không có thời gian trêu đùa với chúng, anh rút súng ra cho chúng biết sức mạnh tuyệt đối là gì. Anh xông lên từng tầng để tìm Yun Ji, mỗi nơi anh bước qua đám côn đồ đều chết như ngả dạ. Đối với sát thủ như anh, việc giết người thì già trẻ lớn bé gì đều là giết. Uy Gang sẵn sàng ra tay không một chút nhân nhượng, có lẽ là việc chết nhanh nhất đã là sự nhân từ của anh cho bọn chúng. Nhìn thấy sức mạnh tuyệt đối của Uy Gang, ba tên giang hồ còn sống sót vội bỏ chạy. Anh ngay lập tức đuổi theo sau bọn chúng để hỏi về tung tích của Yun Ji. Ba tên thì hơi nhiều, Uy Gang giết ngay một tên để làm gương. Đứa nào trả lời trước thì được sống, một tên trả lời lan man liền bị anh bắn chết.
Tên còn lại sợ hãi chạy tới quỳ lại van xin anh tha cho hắn một mạng. Mặc dù hắn không biết Yoon Ji ở đâu, nhưng hắn biết một tên biết chỗ của cô bé. Nhưng ngay lúc này tên đấy rơi từ trên tầng xuống, hắn vô dụng rồi nên Ui Gang lập tức bắn chết hắn. Kẻ thần bí trước từng giao đấu với anh cuối cùng cũng đã xuất hiện. Hắn bảo rằng bây giờ vị trí của Yoon Ji chỉ còn duy nhất hắn biết. Nhìn con dao của hắn, Ui Gang nhận ra tên này từng là đặc nhiệm giải ngũ của Nga. Thấy Ui Gang học cao hiểu rộng, hắn tiết lộ rằng bây giờ Yoon Ji đang ngoài bến cảng chuẩn bị được đưa qua Nga rồi. Nhưng nếu anh chết thì cũng sẽ không tìm được cô bé. Ui Gang thấy vậy tấn công hắn trước rồi bỏ chạy vào tòa nhà. Tên người Nga đuổi theo không ngừng phi tiêu về phía anh, nhưng Ui Gang lập tức đáp trả bằng một phát diều bay. Đến khi hắn hết ám khí, hai người lại lao vào đấu tay đôi. Nhân lúc tóm được hắn, Ui Gang buộc dây cáp vào người hắn, sau đó nhảy ra khỏi cửa sổ bỏ chạy. Ngay khi anh vừa tiếp đất thì đen đủi là tên thanh tra kia đã đuổi tới. Hóa ra hắn đã theo dấu anh tới hiện trường của con bé bụi đời. Lúc này thì nó đã chết vì mất máu nên hắn ta đuổi theo anh tới đây. Ui Gang lúc này nói rằng do hắn chưa có bằng chứng anh giết người nên không được phép nổ súng. Hắn tức điên khi thấy anh nói luật với mình. Nhưng khi định lao lên bắt anh thì Ui Gang nhanh tay tước lấy súng của hắn, đảo ngược tình thế. Thế là Ui Gang liền mang theo tên thanh tra đuổi ra bến cảng mà tên người Nga nói tới. Hắn không tin việc Ui Gang đang tìm người. Cho đến khi anh phát hiện ra chiếc xe mà bọn xã hội đen nhốt Yoon Ji ở đó, Ui Gang liền tăng ga lao thẳng xe mình tới chỗ bọn chúng. Sau cú va chạm, anh nhảy ra bắn chết mấy tên giang hồ trước, sau đó xông vào xe xử lý nốt những tên còn lại rồi giải cứu cho Yoon Ji. Ngay khi hai chú cháu còn đang choáng váng chui khỏi xe, tên đại ca của đám xã hội đen lái xe lao tới chỗ bọn họ. May mắn Ui Gang ôm Yoon Ji tránh được cú va chạm, sau đó anh tiến tới xử luôn cả thằng ngu thích tìm được chết này trước mặt tên thanh tra. Anh lục từ trên người hắn lấy ra được một cái điện thoại, từ trong này anh phát hiện tên thanh tra hóa ra cùng một ruột với bọn xã hội đen. Anh ta đã nhận hối lộ từ bọn chúng, cảnh sát lúc này cũng đã tới. Ui Gang bảo với tên thanh tra rằng nếu không muốn bị tố cáo thì hãy ngoan ngoãn xử lý êm đẹp vụ này. Thế là Ui Gang được sử dụng thân phận của người bị hại, thuận lợi thoát khỏi hiện trường vụ việc. Yoon Ji cũng được đưa vào bệnh viện chăm sóc, cô bé hôn mê một mạch 2 ngày liền. Dưới khung cảnh trời mưa, Yoon Ji nhận thức được việc mình vừa trải qua nguy hiểm đến thế nào. Ui Gang cũng không trách móc cô bé, anh nhất định sẽ tìm cách giải quyết gọn gàng vấn đề này. Sau đó anh hẹn tên thanh tra tới, vụ việc hỗn loạn vừa rồi đã được anh ta che giấu cẩn thận. Nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc, Ui Gang phát hiện thanh tra là người của đám xã hội đen không chỉ vì khoản hối lộ, mà hôm anh rơi xuống từ nhà nghỉ, vô tình phát hiện cái xác của con bé bụi đời ở đằng sau. Ui Gang hôm đó chỉ dọa cô ta, chứ không hề cắt đứt động mạch, chắc chắn thanh tra là người đi sau dọn dẹp cho tổ chức đó. Chưa kể tới phía sau nhà nghỉ đó còn có một lò đốt xác, đó là nơi chuyên phi tang những thi thể mà tổ chức đó giết hại. Vụ việc lần này không hề đơn giản, nó dính líu từ cảnh sát tới xã hội đen, rồi cả mafia nước ngoài. Kẻ mà nhắm vào Yoon Ji cũng không phải là ngẫu nhiên, vì vậy Ui Gang quyết định sẽ giải quyết đến cùng vấn đề lần này. Anh uy hiếp tên thanh tra điều tra thân phận của kẻ đứng sau cùng, nếu ngoan ngoãn nghe lời thì anh sẽ cho hắn một khoản tiền lớn. Kế đó Ui Gang tìm tới một người quen, ông ta là chủ của trường bắn này. Hai người đều từng là sát thủ trong quá khứ, hôm nay anh tới đây để nhà ông ta mua giúp mình vài khẩu súng. Nhưng loại của anh muốn mua khá khó tìm, nên sẽ mất một vài ngày để có. Trước mắt thì tên thanh tra kia đã tìm ra thân phận của kẻ môi giới, hắn ta là một kẻ chuyên cung cấp người cho đám mafia Nga. Thế nên Ui Gang liền tìm tới hắn ta để điều tra thêm, anh nhanh chóng xử đẹp đàn em của hắn. Sau đó phế đi hai chân cho hắn khỏi chạy. Thấy Ui Gang tìm người đứng sau mình, biết không chạy được nên hắn cũng liên lạc với một tú bà bày tỏ thành ý. Ui Gang bảo rằng đám nhãi nhép đấy thì anh không cần, anh cần biết kẻ nào đứng sau tất cả bọn chúng. Nếu ngoan ngoãn thì anh sẽ tha cho một mạng. Thấy thế tên môi giới vội khai hết. Đứng sau cả tổ chức này là một tên thẩm phán biến thái. Hắn vô cùng giàu có và có sở thích thú tính đối với những bé gái. Tất cả hoạt động của băng đảng đều được hắn ta bảo kê, hắn ta chỉ là kẻ môi giới cho bọn chúng. Sắp tới chúng sẽ tổ chức một bữa tiệc thác loạn tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Sau khi nghe đủ thông tin về địa điểm, Ui Gang vô cùng hài lòng mà giải thoát cho hắn. Để dọn sạch hiện trường tránh rút dây động rừng, anh liên lạc với một nhóm người chuyên xử lý xác chết tới dọn dẹp. Đều là người quen với nhau, Ui Gang bảo sắp tới sẽ có một vụ lớn cần anh ta xử lý. Ban đầu anh ta còn từ chối nhưng khi nghe tới gấp 3 tiền công liền ngay lập tức đồng ý. Kế đó Ui Gang tới nhận súng, ông chủ bán hàng này cũng khá là uy tín. Toàn bộ các bộ phận của khẩu súng đều được ngụy trang trong các gói hàng khác nhau. Linh kiện thì có rồi nhưng mà đến đoạn lắp súng thì phải ngồi xem YouTube, thật là chuyên nghiệp mà. Lúc này Yoon Ji gọi tới cho Ui Gang, cô bé hỏi rằng anh có thể tới bệnh viện được không, mẹ của bạn cô bé vừa tìm tới. Bạn của cô bé sau vụ việc vừa rồi đã tự tử rồi, mẹ của cô bé kia đổ hết lỗi lên đầu Yoon Ji, nên cô bé đang rất sợ hãi và không muốn ở một mình. Đến khi Ui Gang trở lại thì cô bé đã thiếp đi, nhìn Yoon Ji anh lại liên tưởng tới cô bé ngày trước. Lúc này thân phận của tên thẩm phán cũng đã được tra ra, Ui Gang lập tức triển khai kế hoạch hành động. Anh lái xe tới nơi diễn ra bữa tiệc của hắn, lúc này bên trong đủ loại người đang thác loạn tiệc tùng. Bên ngoài thì những tên vệ sĩ bị Ui Gang tấn công bất ngờ không kịp trở tay. Sau khi tiêu diệt hết đám ở ngoài, Ui Gang tiến thẳng vào bên trong xử lý đám còn lại. Tên thẩm phán lúc này vẫn ung dung hưởng thụ, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng tên người Nga đã phát hiện thuộc hạ mình mất liên lạc, biết có chuyện chẳng lành hắn lập tức chạy tới ứng cứu. Ui Gang nhanh chóng né được tấn công của hắn. Thanh tra cũng đến chi viện kịp thời. Khi Ui Gang định xông lên tiếp cận tên người Nga thì tên thanh tra phản bội.
Hắn quay ra uy hiếp anh. Ui Gang rơi vào thế bao vây, chỉ có thể buông súng đầu hàng. Bọn chúng sau đó dẫn anh tới phòng của tên thẩm phản. Lúc này hắn đang ở cùng với một nữ sinh. Nhìn thấy Ui Gang có định giết mình nhưng hắn chẳng hề lo lắng. Ui Gang lúc này hỏi hắn có phải là kẻ nhắm vào Yun Ji không. Thấy thế hắn cũng thẳng thắn thừa nhận. Sau đó còn bắt tay anh và bảo rằng đã biết danh tiếng Ui Gang qua tên thanh tra. Sau đó hắn giao anh cho tên thanh tra kia xử lý. Bọn chúng định lấy súng của anh, sau đó dàn dựng thành một vụ tự sát. Về việc tên thanh tra phản bội, Ui Gang cũng không hề bất ngờ. Anh nhân lúc ở một mình với hắn quay ra phản công. Đám tay chân bên ngoài nghe thấy động tĩnh vội tới hỗ trợ. Nhưng Ui Gang bên này chỉ cần sử dụng hai thanh gậy gỗ đã có thể dạy dỗ chúng một trận. Rất nhanh toàn đội đã bị anh tiêu diệt. Tên thanh tra định lấy súng ra thì bị Ui Gang vụt cho một nhát. Anh bảo với hắn rằng mình đã cố tình để bị bắt đấy. Sau đó không nhiều lời mà tiễn hắn lên đường. Bồi táng thêm đám tay chân tránh hậu họa. Nhưng tên người Nga kia đuổi tới tấn công. Ui Gang nhanh phản ứng lại. Hai người đấu súng căng thẳng một hồi. Súng lục mà sấy còn hơn cả Tiểu Liên. Ngơi một quãng trầm, hai người lại lao tới giáp lá cà. Năng lực của bọn họ vẫn bất phân thắng bại. Cho tới khi súng cả hai rơi mất thì họ bỏ dao ra chém nhau. Ui Gang và hắn liên tục ăn miếng trả miếng. Kỹ thuật dùng dao phát nào phát đấy đều nhằm giết chết kẻ thù. Tên người Nga bị Ui Gang đẩy ngã vào đám bình rượu. Sau khi bị thương thì hắn liền mất lợi thế. Ui Gang bồi thêm mấy chai rượu vào đầu khiến hắn lạng trạng đấm không chính xác. Đến lúc này không cần so tài thêm nữa rồi. Ui Gang nhẹ nhàng đánh gục hắn ta xuống nền đất. Nhưng hắn lợi dụng góc khuất chộp lấy khẩu súng bên dưới. Nhưng đen cho hắn là khẩu súng này hết đạn. Ui Gang phản công và giành được khẩu súng còn lại bắn chết hắn ngay lập tức. Anh bồi thêm cho hắn một cước rơi xuống hồ bơi phía dưới khiến đám người bỏ chạy tán loạn. Giờ còn một kẻ nữa thôi. Ui Gang tìm tới phòng của tên thẩm phán. Nhìn thấy Ui Gang, hắn vội vàng tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng anh bảo rằng đàn em của hắn đã bị xử lý hết rồi. Tên thẩm phán đành ngoan ngoãn để điện thoại. Hắn cố tình thuyết phục Ui Gang tha cho hắn. Sau đó hắn sẽ giúp anh xử lý êm đẹp toàn bộ chuyện này. Thậm chí cả sau này hoạt động của anh cũng sẽ được bảo kê. Thấy Ui Gang có vẻ chưa hứng thú lắm, hắn liền nói thêm về đầu đuôi sự việc. Hoa gia tú bà mà gọi cho tên môi giới lần trước có biệt danh là Má Heo. Bà ta chuyên chăn dắt đám học sinh bỏ nhà đi bụi. Việc Yun Ji trở thành đối tượng của hắn ta đều là do bà ta sắp xếp. Vì vậy mọi chuyện này không liên quan tới hắn. Chỉ cần Ui Gang tha cho hắn, thì vụ việc lần này sẽ được hắn đổ hết lên đầu của thanh tra và Má Heo kia. Sau khi nghe những lời vừa rồi của hắn khiến anh không khỏi bật cười. Vậy mọi chuyện sẽ do ai chịu trách nhiệm? Tất nhiên là con mụ Má Heo kia rồi. Ui Gang bảo với hắn anh sẽ bắt đầu từ đây. Sau đó đứng dậy cầm lấy khẩu súng. Tên thẩm phán thấy vậy sợ hãi tột độ. Nhưng anh chỉ cười bước đi. Sau đó đột ngột quay lại bắn hắn. Anh còn bồi thêm vài phát cho cẩn thận. Một bên khác, nóc nhà của Ui Gang và mẹ Yun Ji đang ngồi nói chuyện. Bỗng mẹ của cô bé nói có việc cần giải quyết. Sau đó cô ta vội vàng đi ra xe. Một cuộc điện thoại được gọi tới. Cô ta đang vui vẻ nghe máy thì Ui Gang đã ngồi từ sau từ bao giờ. Hóa ra cô ta chỉ là mẹ kế của Yun Ji và cũng là tú bà Má Heo mà đám xã hội đen nhắc tới. Cô ta tiếp cận vợ của anh vì nhắm vào tài sản của anh. Ui Gang thấy vậy bảo cô ta lái xe đi chỗ khác. Đi được một đoạn xa thì anh bảo cô ta dừng lại. Thấy xung quanh trống không, cô ta biết Ui Gang định giết mình. Anh bảo từ giờ mình và vợ sẽ nuôi dưỡng Yun Ji. Con mụ lúc này hoảng sợ chửi bới loạn xạ. Ui Gang vốn không thích nhiều lời liên tiễn mụ ta lên đường ngay lập tức. Sau đó anh bước xuống xe, bỏ lại nó giữa đường cho đám người dọn dẹp xử lý. Bên phía vợ của anh, cô đang vui vẻ chụp cảnh hoàng hôn trên biển gửi cho Ui Gang. Lúc này anh từ đâu đi tới bảo cô có thể trở thành nhiếp ảnh gia rồi. Ui Gang đã hoàn thành nhiệm vụ, thấy Yun Ji cũng ở đây, vợ anh tiến tới ôm lấy anh. Cô dùng tay mình vỗ nhẹ lên lưng của Ui Gang như cách mà cô bé ngày trước đã làm. Bộ phim tới đây là hết, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ 10 điểm review nha. Tạm biệt.